Mày tập không thế tập lần. À mệt à. Mệt. Ừ tập được có 3 bước kêu mệt. Chị đi từ nhà ra đây mệt quá rồi rồi muốn gì nữa. Chả biết cái gì cả, chị phải cố gắng tập vào, tập thể dục này. Đấy, ăn uống đầy đủ các chất này, bổ sung vitamin. Đấy thì mình mới đẹp, đẹp từ trong ra ngoài chứ. Đúng không? Đây đó nghe nè. Chị có nghe con Hạnh nó nói, nó uống cái thuốc gì đó, cái gì mà xuân xuân á, xuân trường, trường xuân dược. À đúng rồi, nó uống vô cái qua một ngày hôm sau nó ngủ một đêm thôi, tự nhiên nó biến hóa thành một người rất đẹp, da dẻ hồng hào, mặt mày phúng phính, tay chân thon gọn, vòng hai nhỏ lại, vòng ba bự lên, à vòng một bự lên, vòng ba bự ra. Thế á? Ừ. Không hay, để chị qua chị nói với nó, để nó chia thuốc lại với chị, còn mày tập mình đi. Thôi, con điên. Giờ hơi à, mấy cái thực phẩm chức năng đấy chưa chắc đã tốt đâu nhá, nó chỉ được ngày 1, ngày 2 thôi, về sau nó di căn rồi đấy. Chứ mà tập vậy mệt chết. Chứ theo em nè, ngoài cái tập này ra, không uống trường xuân dược thì lấy cái gì mà đẹp? Thì phải ăn uống đầy đủ các thứ này nọ, với cả chăm tập đi. Chứ còn mấy cái thuốc kia chưa biết chừng rồi á, hại lắm. Thôi mệt quá, tập mình đi. Tập thôi. Đến lúc á, người ta đẹp hơn, người ta khỏe hơn đừng có trách. Ừ thì cứ ấy đi, tao tập ở đây. Đó, ngồi không nhưng mà cũng mệt nữa nè. Chị nghe nè. Ui chị An ơi, chị Hạnh. Hạnh nó làm sao? Hạnh. Trời ơi từ từ, mày nói mày làm gì mà mày lấy hơi lên như vậy? Từ từ thở rồi nói nghe cưng. Khổ quá, không gấp. Trời ơi gấp thì gấp, nhưng mà từ từ nói rồi thôi nói luôn đi. Từ từ thở đã. Thở đi bà. Khổ quá, chị Hạnh đang ngồi nhặt rau tự dưng lăn ra xỉu. Trời đất ơi, trúng gió. Mày đưa đi cấp cứu chưa? Khổ quá em gọi rồi. Hay là bây giờ như này nhá, chị qua coi xem sao. Chị qua, chị qua liền. Qua nhanh nhá, em cũng sang luôn nhá. Đi. Không được. Thay đồ. Hạnh ơi, Hạnh à. Trời đất ơi, Hạnh. Sao vậy Hạnh? Hạnh ơi. Rồi. Đỡ tay Hạnh đây lên này, coi. Vẫn còn cầm cái điện thoại trên tay. Mày vừa mới gọi cho em mà. Quá à, đỡ cái tay nhỏ lên. Quên. Trời ơi, sao vậy em? Sao đang nông nổi vậy? Tỉnh gì Hạnh ơi. Hạnh ơi, rồi báo cho bác tổ trưởng chưa? Báo rồi, chắc là bị ngộ độc thực phẩm chứ cái gì. Không, tôi coi. Trời mà ơi, nguy hiểm quá. Hình như là dấu hiệu của ngộ độc dẫn đến suy tạng rồi đó. Nhưng mà tôi có người quen hồi đó bị như vậy đó. Ủa bác đừng nói bậy, ngày nào nó cũng uống trường xuân. Phải đưa đi đến bệnh viện cho bác sĩ khám gấp đi. Nhưng mà bác ơi, nó cũng nó uống trường xuân hàng ngày mà. Nhưng mà em nghi là cái trường xuân đấy chính là thủ phạm đấy. Tôi không đoán mò đâu. Thôi bây giờ không có nói nhiều nữa. Cứu là bị táo quân đội mà. Dạ. Cứu Hạnh xuống sân đi, chờ xe cho lên. Cứu người quan trọng. Đây lên. Trời ơi chết rồi. Liệu yếu đào tơ không à. Trời ơi. Trời ơi. Những già mà còn ngon ghê á.